khi xác định được danh sách 24 cái tên sẽ bay sang Campuchia vào ngày 26 tháng 4. Quan Văn Chuẩn là một trong ba thủ môn có tên bên cạnh Đoàn Huy Hoàng và Cao Văn Bình. Có một điều có thể khẳng định, dù các tuyển thủ khác sẽ phải chờ huấn luyện viên Chu Xie chọn lựa, sàng lọc trước khi chia tay ba cầu thủ cuối cùng, thì chắc chắn cả ba thủ môn trên sẽ đi hết hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Trong đó sẽ có một người đóng vai trò dự phòng. Trong số này, Quan Văn Chuẩn được kỳ vọng sẽ là số 1 của huấn luyện viên Philippe Chu Xie. Dù chỉ vừa ra mắt V-League 2023 ở trận thua Bình Định, nhưng thủ thành của câu lạc bộ Hà Nội vẫn vượt trội hơn hẳn Huy Hoàng và Văn Bình. Thậm chí, xét trong cả đội tuyển U22 thì Quan Văn Chuẩn vẫn là cái tên top đầu, giàu kinh nghiệm nhất, từng được huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều lần gọi tập trung đội tuyển quốc gia, học được rất nhiều trải nghiệm quý giá. Trong vai trò của một thủ môn đỉnh cao thì Quan Văn Chuẩn không vượt trội, nếu không muốn nói là hơi bất lợi về thể hình, chỉ cao 1m81, nhưng anh vẫn ghi điểm nhờ phản xạ bắt bóng rất nhanh. Thủ thành sinh năm 2001 trang bị kỹ năng ra vào được chui rèn bài bản bởi những người thầy giỏi, trong đó có cựu quả bóng vàng Việt Nam Dương Hồng Sơn, sau là huấn luyện viên thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Thế Anh. Đặc biệt, khả năng chơi bóng bằng chân tốt là một điểm mạnh rất được huấn luyện viên Chu Xie đặt kỳ vọng, sẽ góp sức vào cách vận hành lối chơi, kiểm soát bóng của U22 Việt Nam. Quan Văn Chuẩn chia sẻ, đã vào giải đấu, đội nào cũng như đội nào thôi, phải cố gắng hết sức mình để giành chiến thắng. Ở Đông Nam Á này, chiều cao của U22 Việt Nam cũng khá tốt, nên chúng tôi sẽ giành lợi thế ở những tình huống không chiến. Mục tiêu luôn là vị trí cao nhất, bản thân cố gắng giành chiến thắng từng trận một. Chưa biết kết quả như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng giữ sạch lưới từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Quan Văn Chuẩn được giao bắt chính và thậm chí đeo băng đội trưởng trong hiệp 1, nhưng đã để thua bàn từ tình huống xuất tướng hơi sớm, khiến U22 Việt Nam phải nhận một quả phạt đền. Đó là tình huống trọng tài cũng có quyết định gây tranh cãi. Nhưng mặc dù vậy, cũng là lời nhắc nhở cho hàng thủ của U22 Việt Nam, nhất là khi sau đó câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng thứ hai từ một đòn phản công nhanh mẫu mực. Rõ ràng, khả năng chơi bóng bằng chân của Quan Văn Chuẩn sẽ có ích cho tấn công. Nhưng ngược lại, việc U22 Việt Nam dâng cao chơi kiểm soát bóng sẽ khiến trách nhiệm chống phản công của thủ môn thêm nặng nề. Chưa kể, nhìn vào chiều cao trung bình không quá tốt của các trung vệ, thì khả năng Quan Văn Chuẩn chịu áp lực từ các pha bóng bổng là rất lớn. Vì các đối thủ cao to như Singapore, Malaysia hay Thái Lan chắc chắn sẽ không bỏ qua chi tiết này. Nên nhớ, ở trận Trình Làng V-League vừa qua, Quan Văn Chuẩn ở lần đầu bắt chính đã mắc lỗi dẫn đến khoảng 14m, sau đó có đến 3 lần vào lưới nhặt bóng trong thất bại 1-3 trước Bình Định. Việc đặt ra những mục tiêu cao là điều đúng đắn với những cầu thủ ở vai trò quan trọng như Quan Văn Chuẩn, người đã dự bị và chứng kiến Văn Toản thiết lập kỷ lục trắng lưới ở SEA Games 31. Hy vọng anh sẽ nhận được lời tư vấn tốt từ ban huấn luyện để hoàn thiện bản thân, thể hiện hết khả năng giúp giữ sạch mảnh lưới của U22 Việt Nam tại SEA Games tới.